chào các em học sinh, chào mừng các em đã đến với khóa học địa lý lớp 9 của trang web bingclass.com. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với bài đầu tiên của chương trình địa lý lớp 9, đó chính là bài 1, Cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Việt Nam là một quốc gia có nhiều dân tộc, với truyền thống yêu nước, đoàn kết, các dân tộc đã sát cánh bên nhau trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu hai nội dung lớn. Nội dung đầu tiên đó chính là các dân tộc ở Việt Nam, và nội dung thứ hai là phân bố các dân tộc. Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu phần đầu tiên, đó chính là các dân tộc ở Việt Nam. Vậy thì hãy dựa vào hiểu biết của mình, các em hãy cho cô biết nước ta có bao nhiêu dân tộc. Chúc mừng các em đã trả lời rất chính xác câu hỏi của cô. Và quan sát vào bảng số liệu này, chúng ta có thể thấy được rằng nước ta có 54 dân tộc. Có những dân tộc đã rất quen thuộc với chúng ta, tuy nhiên cũng có những dân tộc thì còn khá lạ lẫm. Ví dụ như một số dân tộc có rất ít người như là Ơ Đu, Bờ Râu, Rơ Măm, Pu Péo, Si La, Cống, v.v. Và ý đầu tiên trong phần này các em cần nắm được đó chính là nước ta có 54 dân tộc. Và mỗi dân tộc thì có những nét văn hóa riêng làm cho nền văn hóa của nước ta trở nên vô cùng phong phú và giàu bản sắc. Chúng ta hãy cùng quan sát hình ảnh về một số dân tộc ở nước ta như là dân tộc Việt hay còn gọi là dân tộc Kinh, dân tộc Thái, dân tộc Tày, dân tộc Mường, dân tộc Mông hay là dân tộc Dao. Và đây chỉ là một số trong 54 dân tộc của nước ta. Vậy thì tỷ lệ của các dân tộc như thế nào? Chúng ta hãy cùng quan sát cho cô vào biểu đồ cơ cấu dân tộc của nước ta năm 2009. Quan sát vào đây, chúng ta có thể thấy được rằng dân tộc Việt Kinh chiếm tới 85,7%. Trong khi đó thì các dân tộc ít người chỉ chiếm 14,3%. Như vậy, dân tộc Việt Kinh chiếm số dân đông nhất ở nước ta. Dân tộc Việt Kinh và các dân tộc ít người thì có sự khác nhau. Nếu như dân tộc Việt Kinh có nhiều kinh nghiệm trong thâm canh lúa nước, có các nghề thủ công đạt mức độ tinh xảo, người Việt là lực lượng lao động đông đảo trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, khoa học kỹ thuật. Còn các dân tộc ít người thì lại có kinh nghiệm trong lĩnh vực trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi, làm nghề thủ công. Các hoạt động công nghiệp, dịch vụ, văn hóa, khoa học kỹ thuật của nước ta thì đều có sự tham gia của các dân tộc ít người. Bên cạnh đó thì người Việt định cư ở nước ngoài cũng là một bộ phận của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Đa số kiều bào có lòng yêu nước đang gián tiếp hoặc trực tiếp góp phần xây dựng đất nước. Như vậy chúng ta thấy được rằng nước ta có 54 dân tộc. Vậy thì với số lượng lớn các dân tộc như vậy thì phân bố của các dân tộc sẽ ra sao? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần tiếp theo, phân bố các dân tộc. Đầu tiên đó chính là phân bố dân tộc Việt Kinh. Hãy dựa vào hiểu biết của mình, các em cho cô biết dân tộc Việt Kinh thì phân bố chủ yếu ở đâu? Chúc mừng các em đã hoàn thành được câu hỏi của cô. Và sau đây thì các em hãy quan sát cho cô vào Atlas trang 15, dân số. Thì chúng ta sẽ thấy được sự phân bố dân cư của nước ta không đồng đều. Những khu vực đông dân cư là những khu vực có màu đậm, cũng chính là những nơi mà người Việt Kinh phân bố chủ yếu. Và người Việt Kinh thì phân bố rộng khắp cả nước, song tập trung hơn là ở các vùng đồng bằng, trung du và duyên hải. Đây là những khu vực có rất nhiều những điều kiện thuận lợi cho sự sinh sống và phát triển xã hội. Đó là sự phân bố của dân tộc Việt Kinh. Vậy thì phân bố của các dân tộc ít người như thế nào? Nếu như dân tộc Việt Kinh phân bố chủ yếu ở các vùng đồng bằng với địa hình bằng phẳng, thì ngược lại, các dân tộc ít người lại phân bố chủ yếu ở vùng miền núi cao và trung du. Đây là vùng thượng nguồn của các dòng sông, có tiềm năng lớn về tài nguyên thiên nhiên và có vị trí quan trọng về an ninh cũng như là quốc phòng. Trong đó, khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ là địa bàn cư trú đan xen của trên 30 dân tộc ít người. Ở vùng thấp thì người Tày, Mường sống tập trung ở tả ngạn sông Hồng. Người Thái, Mường thì phân bố từ hữu ngạn sông Hồng cho đến sông Cả.
Còn người Dao thì sinh sống chủ yếu ở các sườn núi từ 700 cho đến 1.000 mét. Còn trên các vùng núi cao thì là địa bàn cư trú của người Mông. Tiếp theo là khu vực Trường Sơn Tây Nguyên thì có trên 20 dân tộc ít người. Các dân tộc ở đây cư trú thành vùng khá rõ rệt. Trong đó, người Ê Đê thì ở Đắk Lắk, người Gia Rai thì ở Kon Tum và Gia Lai, còn người Cờ Ho chủ yếu là ở Lâm Đồng. Ngoài ra còn một số các dân tộc ít người khác. Còn đối với các tỉnh cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ thì có các dân tộc Chăm và Khmer cư trú thành từng dải hoặc xen kẽ với người Việt. Trong khi đó, người Hoa thì tập trung chủ yếu ở các đô thị, nhất là thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ cùng quan sát một số hình ảnh về các dân tộc Chăm, dân tộc Khmer và người Hoa. Các dân tộc thì không cư trú ở một nơi nhất định, mà hiện nay phân bố dân tộc đã có nhiều thay đổi. Một số dân tộc ít người từ miền núi phía Bắc đến cư trú ở Tây Nguyên. Nhờ cuộc vận động định canh, định cư gắn với xóa đói giảm nghèo, mà tình trạng du canh, du cư của một số dân tộc vùng cao đã được hạn chế. Đời sống của các dân tộc được nâng cao lên và môi trường cũng được cải thiện. Như vậy hôm nay chúng ta đã cùng tìm hiểu xong bài 1 Cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Các em có thể tham khảo thêm các bài giảng của trang web binclass.com. Hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo.